Ngày đầu tiên mình là một cái thiên thạch rớt từ trên rớt xuống. Ây da, đây là đâu vậy? Wow, một thế giới khác luôn. Hay là tôi là Huy Núp Cờ Lông Men nè. Wow, thế giới gì mà lạ quá vậy? Cái này cái gì hết cha? Không biết luôn. Ai cao gì vậy? Nhưng có ai ở trên kia cao mình thì phải. Để đi lên thử coi có ai trên đó dịu ta la gì mà vui quá vậy. Và mình bắt đầu đi lên núi để phát hiện cái tiếng đó ở đâu thì bất ngờ thấy để xem người coi. Rồi cameraman rồi. Ôi cái gì vậy? Mấy người đó đang làm cái gì vậy? Chơi hả? Vui à, cho con chơi với, hello. Cái gì nhóc này là ai đây? Nhóc này là ai vậy? Nguy hiểm lắm. Hả? Nguy hiểm hả? Lại 18 con đít ở dưới đây, muốn chết chứ gì? Làm sao? Ôi trời ơi, con đít giờ dính phân gì buồn cười quá. Cái gì mà hơi quá trời. Tên Skibidi kia dừng lại, nó chỉ là một đứa con nít mà thôi. Đúng vậy. Con nít thì sao? Ta sẽ xử nó luôn. Cái tên này làm mình tui quá. Bây giờ thì ngươi sẽ bị xử phạt hay chưa? Cái gì vậy? Đứng yên rồi nha. Tao mấy đứa này nó đứng yên hết trơn rồi. Đẩy tao đi xuống dưới nè. Hay chưa? Rớt xuống đi. Đúng rồi, nhóc là ai? Con chính là Cờ Lóc Men đó. Huy Núp Cờ Lóc Men. Ủa vậy hả? Nhưng mà ba mẹ con đâu? Ba mẹ hả? Hình như là con không có ba mẹ. Hay là hai người là ba mẹ con đây? Cái gì? Nhưng mà vậy cũng được đó. Vậy bây giờ hãy về làm con của tụi ta. Tụi ta sẽ huấn luyện con để đánh bại Skibidi. Cũng đúng đó. Trời, nghe cũng vui á. Đi thôi ba mẹ ơi. Ok, đi theo ta. Và từ đó Huy Núp sẽ được nhận nuôi bởi gia đình camera. Đây chính là nhà của tụi ta, nhà cameraman. Wow, vào đây Clockman. Ok. Wow, cái nhà bự quá vậy. Con xem qua chơi. Ôi, đừng có chạy qua chân tơn té bây giờ, Ok, trời ơi quá trời này nào là phong ăn nè. Còn nhà vệ sinh nè. Ê, ở đây coi chừng có mấy cái tên tôi là Skibidi đó. Để con chơi chi là hay. Không có. Trời ơi, hai người bị đứng yên rồi. Đói bụng. Con đói bụng rồi hả con? Dạ, hình như là vậy á ba mama ơi. Nhưng mà nếu như Clockman thì ăn gì bây giờ hả ba nó ơi? Để ta nghĩ coi. Nhưng mà nếu tụi mình là camera, tụi mình ăn pin thì chắc nó cũng ăn pin luôn ha. Ok, nó cũng hợp play đó. Để thử đây. Được rồi, bây giờ tụi ta thường ăn cái này nè, ăn thử đi con. Cũng đầy đó. Ngâm. Trời ơi, cái gì mà nó khỏe không được vậy? Không ăn được. Trời ơi, nó không ăn được rồi. Hay là bên Speakerman nó có mấy cái kim đồng hồ, không biết nó có ăn được không ta? Qua thử ha. Có kim hả? Cũng được á, nghe ngon. Đi thôi. Phải mất tới tận 1 ngày để mình có thể qua được tới nhà của Speakerman. Nhưng mà cái gì? Sao nhà Speakerman lại thành ra như vậy? Sao lại nổ rồi? Chỉ có thể là lũ Skibidi mà thôi. Speakerman thì sao vô trong đó coi. Để vô kiểm tra coi có ai trong đó không? Speakerman ơi, trời ơi, cái chỗ này lửa quá vậy. Gia đình Speakerman ơi đã ra đi rồi. Cái gì vậy? Gia đình Speakerman. Nếu vậy thì không còn một ai sống sót sao? Kêu tiếng ai vậy? Ở đâu vậy ta? Âm thanh nó phát ra từ đây. Speakerman con vẫn còn sống kìa. Speakerman con, hello. Trời ơi em ơi, cứu con với, trời tụi kêu đi tới tiêu diệt gia đình con rồi. Vậy? Trời ơi chết rồi. Có quá vậy. Hay là mình nhận nuôi nó luôn đi chồng ơi, chứ để đây không có được đâu. Ta cũng thấy vậy, chắc phải nhận nuôi nó luôn chứ sao giờ. Được rồi, vậy là con sẽ có bạn hả? Hello. Tôi là Huy Núp Cờ Lông Men. Hello, tôi là Jack Speakerman. Hello Jack Speakerman. Vậy là bây giờ mình đã có bạn rồi. Ta nghĩ là hai đứa sẽ thân thiết với nhau lắm. Thôi được rồi, đi về thôi, trước khi lũ Skibidi quay lại. Ok ba ba. Trời ơi, đi về thôi. Mà tao nói chắc là mình sẽ trở thành một đôi bạn thân. Được rồi, tập trung vào hãy. Phải luôn cái hồn đá rồi. Trời ơi, Huy Núp Cờ Lông Men hôm nay mạnh vậy ta. Trời ơi, tất nhiên rồi, huấn luyện từ bữa tới giờ mà. Ai mà tính ra sao Speakerman nhìn cũng đô quá ha. Nhưng mà bây giờ chồng mình nhìn đô hơn nữa nè các bạn ơi. Mình đã gọi là có sức mạnh hơn rồi đó. Có sức mạnh này đó nè. Sức mạnh gì? Trời ơi, cái tên Speakerman này tức ghê. Muốn chơi muốn quýnh lậu ra. Thôi được rồi, hai đứa đã tập luyện xong chưa đó? Dạ con đang tập luyện nè. Thôi được rồi, ta có thứ muốn cho mấy đứa coi nè, đi theo ta đi. Ok, có thứ gì vậy ba mama? Trời ơi, không biết là hôm nay ba mama có cho tụi mình cái gì mới vậy ha? Không biết cho mình cái gì nữa ta. Đúng rồi. Đây chính là căn nhà mà ta sẽ tặng cho con với lại Speakerman đó. Căn nhà tiên quy không lỗi. Trên kia có một cái speaker nó kêu wow. Ủa kìa vậy? Ôi, lại có người kêu cứu nữa. Thôi vậy chắc là để con lát nữa vô nhà thăm quan nhà xong nha. Bây giờ con phải đi giải cứu người cái đã. Được rồi, hai đứa đi đi, chúc thượng lộ bình an nha. Dạ dạ, chúc ba ba mama ở nhà vui vẻ nha. Thôi đi coi, bây giờ chúng ta phải đi giải cứu thêm người nữa thôi. Biết đợi cậu lóc men và sơ biết comment tới cứu đây nè. Đi rồi. Phải ổ ai đâu ta? Ông nhân làng phải, ông nhân làng đó không ta? Sao vậy ông nhân làng ơi? Có cần tụi tôi giúp gì không? Ở dưới kia có lũ skibidi đông lắm nhưng mà tôi không biết nó đang làm cái gì nữa. Ở dưới cái hố đó hả? À được rồi, ông cứ yên đây đi, tôi để tôi xuống tôi điều tra thử coi. Bày xuống với coi, ở dưới có gì vậy ta? Ủa, thấy cái gì đó? Cái gì? TV Man. Chết rồi, sao TV Man ở đây vậy? Mà còn đang bất tỉnh nữa chứ. Được rồi, bây giờ ta sẽ cưa nó. Cái gì cưa nó hả? Chết rồi, vậy là chết rồi, hắn ta đang cưa cái con TV Man kìa. Thấy chưa? Được chết rồi. Có bộ phận mới rồi, đem về chế tạo Skibidi mới hả tụi bay? Cái tên này cũng được rồi, mình phải xử hắn ta mới được. Được rồi, để tôi xử. Ủa tiếng này ai vậy? Bên đây nè. Ủa cái gì? Ai vậy? Ủa, hình như chính là TV Man con hả? Ta sẽ đem ngươi về thí nghiệm. Không được, ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu. Mình sẽ giải cứu TV Man con. Được rồi, phóng tới đó đi Speaker Man Jack ơi. Được rồi, ngưng động thời gian hả? Được rồi, cái lũ này đứng ngay rồi. Bây giờ thì chúng ta đi giải cứu TV Man rồi. Đi nào Speaker Man, let's go. Lên tới nào Jack ơi, lên. Tụi bay chạy ra khỏi đây. Chết rồi, bị phát hiện rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Thì chúng ta kết hợp và đánh bại nó như mỗi khi đó. Được rồi, bây giờ thì ngưng động thời gian. Đúng rồi, xong ông bắn đi Jack ơi, bắn đi xong ông ra. Đúng rồi. Trời ngầu quá vậy. Rồi, tất nhiên rồi. Ôi trời ơi. Tấn công kìa. Được rồi, bây giờ đây. Tấn công nó đi xong bên công bên này. Mày nè. Chết cái tao này. Chết. Đánh mày nè. Đẩy mày ra đi con căng nè. Mày nè con. Được rồi. Lên đi. Cô gặp TV Man đó nha. Ok, lên đi. Được rồi, lên đi xong bên comment giáp ơi. Tạm biệt lũ Skibidi tụi bay. Được rồi, chạy tới. Một đám con nít lanh. Tụi bay chỉ là con nít là dám phá cái của tao sao? Nhưng không sao, tao đã cài định vị vô cái tên TV Man kia rồi. Tụi bay hãy đợi đó. Thôi bây giờ cậu đã an toàn rồi đó TV Man ơi. Bây giờ hả cậu còn nơi nào để ở không? Ba mẹ TV Man của tôi đã bị Skibidi tiêu diệt hết trơn rồi. Trời ơi. Thôi vậy thì tôi nghĩ là thôi nếu vậy thì cậu ở nhà tụi tôi đi. Ủa vậy có được không? Được hết á. Bây giờ thì cậu hãy đi, tôi đi lên người tôi đi, tôi đi dẫn cậu về nhà nè. Đi, let's go. Yeah. Hello papa, hello mama. Đây con xin giới thiệu, đây chính là TV Man. Nhưng mà gia đình TV Man đã bị tên Skibidi tiêu diệt mất rồi, chỉ còn là TV Man tô gà này thôi, tức là TV Man con đó. Thôi được rồi, cái con cứ ở nhà bọn ta đi, bọn ta sẽ chăm sóc và là phải giúp cho con mạnh hơn để chúng ta có thể tiêu diệt Skibidi một lần và mãi mắn ấy. Dạ, vậy là hợp lý rồi đó. Vậy là TV Man cậu có chỗ ở rồi đó. Yeah. Cái tiếng gì vậy? Đã xong một khu rồi. Được rồi, bên kia sao rồi? Bên đây vẫn chưa thấy gì cả. Trời ơi, làm sao vậy ta? Rốt cuộc là cái hang ổ của tụi hắn ở đâu vậy chứ? Ai tính gì chứ? Hình như tôi thấy rồi nè. Thấy rồi hả? Jack Speaker Man thấy rồi sao? Được rồi, nếu vậy thì chúng ta qua tới chỗ Jack Speaker Man thế nào, let's go. Sao rồi? Hình như tôi nghĩ hắn ở trong cái cánh cửa màu đỏ đó, tôi đã theo dõi suốt mấy ngày nay rồi. Hang ổ bí mật của hắn ta chỉ là trong cánh cửa đỏ thôi sao? Không thể nào mà được. Liệu có phải không ta? Một con Skibidi. Ủa nó đang làm gì vậy? Ôi nó chui rồi kìa. Ôi nó đóng cửa lại rồi. Vậy có nghĩa là chắc chắn hang ổ của tụi nó chỉ có ở trong đó thôi. Chúng ta nên hành động ngay thôi anh em à. Ok được rồi, vậy đi thôi. Let's go. Bây giờ thì lũ Skibidi bước ra đây. Ok kìa. Đây là chỗ nào vậy? Đây chính là đấu trường chết chóc dành cho tụi bay đó. Cái gì? Không ngờ cái lũ tụi bay cũng ngu thiệt. Giờ thì hãy bắt đầu thử thách thôi nào. Thử thách. Được rồi, thử thách đầu tiên. Lên đây xuống kìa. Trời cái gì vậy? Anh em né chứ cái gì? Trời cái chân đó. Những cái tên này. Mình sao mình lại rơi vào bẫy này chứ? Anh kia ta mà thoát ra khỏi đây là ta sẽ tiêu diệt nó đó. Bẫy thứ hai nè. Laser Skibidi. Anh em đeo kìa. Nhảy nè. Ôi trời. Mấy cái này đơn giản thôi, tụi mình bay lên là được. Cái gì vậy? Trời ơi, những cái làm gì nó có thể lướt lên được chứ? Coi chừng nha, né đi em ơi. Trời ơi. Mày qua đây được rồi. Trời ơi, cái bẫy này cái gì mà cao cấp quá vậy? Tụi ta đã né qua được hết rồi. Ở đầu thôi. Ở đầu hả? Chỉ thật sự là Skibidi bạn vậy. Skibidi. Ôi trời. Đây là Skibidi. Ôi con Skibidi gì quá vậy? Anh em ơi, tấn công nó đi. chịu thua cho anh. Trời ơi, ai cha, ai da đau quá. Cái gì? Chết rồi, TVman ơi, TVman chết rồi, không tao đã hạ gục TVman rồi. Ôi nó mai giờ chỉ còn cách này mà thôi. Ơi, ông làm gì vậy? Ai da ơi. Hả? Cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi với TVman nha, giờ mày đi đi. Ai da. Cái gì vậy? Ai da. Chết rồi, bây giờ không xong rồi, TVman với lại Superman đã bị tiêu diệt rồi. Không xong rồi, bây giờ mình phải trở về nhà ba mẹ của mình coi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, ba mẹ, cái gì? Ê, chết rồi, ba mẹ, không được cái tên khốn này cha. Chết rồi, ba ơi, ba có sao không vậy ba ơi? Ba mình không nói chuyện luôn rồi, không lẽ nào. Cái tên kia đi kìa, người đã làm gì vậy? Cha, mình đã đạt được hình dạng mới rồi. Nếu vậy thì mình nghĩ là mình có thể sử dụng được sức mạnh này tua ngược về quá khứ. Ôi gì đây? Ôi mình đang trở về quá khứ rồi. Ôi sao biết comment đang đánh nhau lên Skibidi kìa, không được tọn này. Ai cha, chậm chậm thời gian nè. Và bây giờ thì chết đây, chậm ra thì giết người Skibidi. Chết đây mày nè. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ dịch chuyển tới địa điểm tiếp theo. Ai cha, mình đã quay trở lại rồi. Ôi đúng rồi, ở Skibidi lại đánh nhau lại TVman cả. Được rồi, và bây giờ hãy tránh ra TVman, tôi sẽ giải cứu ông. Tôi sẽ đẩy tới đây ra. Cha, cha, cút ra. Chết đi cái tên kia. Cha, chết mày nè. Được rồi, và tới địa điểm cuối cùng, đó chính là căn nhà ba mẹ của mình. Thời điểm mà tên Skibidi bắt đầu tấn công đó, mình phải quay về quá khứ ngay tại khúc đó mới được. Cha, cha, tới rồi. Và bây giờ tên Skibidi này, ta sẽ không cho ngươi đâu. Cha, không cho ngươi tấn công được gia đình của ta đâu. Cha, hắn ta chết rồi, ba mình vẫn còn sống kìa. Được rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại thời điểm lúc mà bạn bè mình gặp nguy hiểm nhất, là ngay cái thời điểm mà mình thoát ra khỏi đó đó. Chuẩn bị nè. Ai cha, ai cha, bây giờ chỉ còn một mình người thôi. Spiderman, ta sẽ tiêu diệt nó. Người nói cái gì vậy, còn ta ở đây mà. Cái gì? Người nói cái gì? Tại sao cô đã quay lại? Cô mạnh quá vậy. Tại vì ta đã đạt được sức mạnh tối thượng và ta có thể quay ngược lại thời gian. Còn bây giờ thôi, xem sức mạnh thực sự của Clockman đây. Cha, ngươi chết nè, tên sống Skibidi kìa. Hả? Clockman, sao nhìn ông mạnh dữ vậy? Tại vì tôi đã đạt được sức mạnh tối thượng rồi đó. Tên Skibidi này tên G-Man, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Chết luôn đi. Được rồi, bây giờ thì lên đây Spiderman. Được rồi, tôi đỡ TVman lên cho. Ok, rồi rồi, đỡ lên TVman đi. Để tôi phá hết cái khu hang ổ của tụi nó. Chết. Chết đi. Lên đây, lên đây, lên đây. Tất cả mọi người, gia đình Cameraman, gia đình TVman và gia đình Spiderman, tất cả những người này đã ra đi từ ở trong quá khứ rồi mà. Tất cả là nhờ con đó, nhờ con đưa mọi người trở lại. Cái gì? Tất cả là nhờ con hả? Trời, ba mẹ ơi, ba mẹ ơi. Được rồi, vậy là gia đình đoàn tụ của các bạn ơi. Gia đình Spiderman, gia đình Cameraman và gia đình Spiderman nữa. Trời ơi, tất cả đều đoàn tụ rồi, mình vui quá các bạn ơi. Thì ok, nói chung thì video của mình của đây là mình giải cứu được tất cả gia đình của gọi là Skibidi này rồi. Thì ok, nếu các bạn nào muốn xem những cái video này nữa thì đừng quên bấm nút like, đăng ký và nút chia sẻ nha. Và đừng quên là bấm vào video trước màn hình nè. Mình có làm cuộc sống về Spiderman đó, các bạn hãy bấm vô xem đi. Cuộc sống của Spiderman cũng